Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, nhân duyên giúp cho vợ chồng đến được với nhau. Ông bà ta thường nói rằng, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Vậy nên hai người đến được với nhau, cùng xây dựng được gia đình ấm êm hạnh phúc thì không thể thiếu được sự hòa hợp của đôi bên. Theo các chuyên gia tử vi tướng số, việc hai người có thể phù hợp để kết hôn hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nhưng về cơ bản thì dựa vào cung mệnh của gia chủ có thể xác định đúng đến hơn 90% về sự hòa hợp của hai vợ chồng trong suốt hành trình trăm năm này. Một số cặp đôi sinh ra đã được trời định sẵn là xung khắc mọi bề, nếu lấy nhau thì làm gì cũng đổ vỡ, tìm kiếm được như núi rồi cuối cùng cũng bị cuốn trôi đi hết, cuối cùng lại hoàn tay trắng. Thậm chí một số cặp đôi xui xẻo hơn, cứ lấy nhau về là âm dương cách biệt, mỗi người một nơi. Được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cặp đôi phạm lục sát, lấy nhau khổ một đời. Đó là những cặp con sát nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, đối với bát trạch tám hướng trên thế gian lại bao gồm bốn hướng tốt và bốn hướng xấu. Một trong bốn hướng xấu trong bát trạch chính là hướng cung lục sát. Trong tử vi đồ số, cung lục sát là một trong bốn hướng xấu theo quan điểm của bát trạch. Cung lục sát thuộc vào sao văn khúc. Đây là một hướng xấu chủ đem sát khí vào nhà, gây ra các tai nạn về nước, dâm đãng, thị phi. Cung lục sát sẽ gây nên điểm xấu nếu không tạo ra được tính nhất quán và thiếu sự đồng bộ giữa các phương vị trong không gian và quái mệnh. Cung lục sát còn có thể gây ra đại họa trong việc kết hợp giữa quái mệnh nữ giới và nam giới trong kết hôn. Chính vì vậy mà khi xây nhà và cưới hỏi cần tránh cung lục sát. Đó là những cặp con giáp sau. Cặp đầu tiên ta xét là cặp chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài. Chồng cung Tốn, vợ cung Đoài, hai người này đến với nhau có nhiều điểm ngăn cản, có thể do nhiều nguyên nhân, do là họ quyết định tiến đến với nhau, nhưng thời gian bên nhau chưa được bao lâu đã cảm thấy chán nản, buồn tẻ với đời sống của vợ chồng. Thêm vào đó, tài vận của gia đình kém sắc, dễ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, có thể vợ chồng sẽ có nhiều thay đổi, tình cảm tan vỡ, chia rẽ đôi đường. Đó là những cặp con giáp sau. Chồng cung Tốn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Sát Ngọ. Vợ cung Đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Sát Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Đó là cặp lục sát đầu tiên, những cặp này không nên kết hôn, sinh con hay kết hợp làm ăn. Cặp thứ hai ta xét là cặp chồng cung Trấn lấy vợ cung Cấn. Chồng cung Trấn, vợ cung Cấn thuộc lục sát, hai người này tuy có số phu thê nên duyên chồng vợ, nhưng nam cung Trấn, nữ cung Càn khó lòng chung sống hòa thuận với nhau. Gia đình kém an yên do lục đục bất hòa, vợ chồng không thấu hiểu và thông cảm cho nhau, tài vận gia đình cũng kém phần thịnh vượng. Vì lẽ đó mà hai vợ chồng càng thêm phần khó khăn, con cái sinh ra cũng có chuyện lận đận, kém hạnh phúc. Đó là những cặp con giáp sau. Chồng cung Trấn 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Vợ cung Cấn 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu. Khi phối kết hợp những cặp con giáp trên, nam nữ với nhau cũng sinh ra lục sát, vậy nên mọi người cần tránh. Cặp thứ ba ta xét là cặp chồng ly vợ cung khôn. Chồng cung ly vợ cung khôn thuộc lục sát, nam cung ly mà nữ cung khôn kết hôn với nhau kẻo tử vi cung mệnh không được tốt cho lắm. Xem tuổi vợ chồng, hai người này dễ gặp nhiều bất trắc khi mà tai họa liên tiếp kéo tới. Nếu không nhanh tay, hóa giải thì dễ xui xẻo. Duyên mỏng, vận không dày, có điểm báo tan vỡ, rạn nứt tình cảm. Đó là những cặp con giáp sau.
Nam cung Ly 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Sửu, 1964 Sát Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Nữ cung Khôn 1924 Sát Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Sát Ngọ. Khi phối kết hợp nam nữ, hai cung này cũng bị phạm lục sát. Quý vị đang theo dõi chương trình xem mình có bị phạm vào một trong các con sát trên không nhé. Cặp tiếp theo ta xét là cặp vợ chồng, chồng Đoài, vợ cung Tốn. Trong cung Đoài, vợ cung Tốn thuộc lục sát, cuộc sống hôn nhân của vợ Tốn chồng Đoài có nhiều biến động, sự nghiệp dễ xảy ra xáo trộn khiến cho kế sinh nhai mất đi, tiền bạc cũng chẳng có nhiều. Theo tử vi ngày nay.com, tình cảm vợ chồng dần phai phôi, dễ nảy sinh tình cảm ngoài luồng, con cái thiếu sự chăm sóc của cha mẹ nên không được ngoan ngoãn, hiếu tường, bao gồm các cặp con giáp sau. Trong cung Đoài 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Sát Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão. Vợ cung Tốn 1935 Ất Hợi, 1944 Sát Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân, 1926 Bính Dần. Các cặp đôi này chi phối kết hợp nam nữ với nhau cũng sinh ra lục sát, không nên đến với nhau kẻo gặp họa sát thân. Cặp thứ năm ta xét là cặp chồng Cấn vợ Trấn. Chồng cung Cấn, vợ cung Trấn thuộc lục sát, hai người này lấy nhau tuy ban đầu có sự nghiệp vững vàng, tiền tài đủ đầy, nhưng dần dần gặp nhiều chuyện bất an, tiền bạc cũng theo nhau mà đi mất. Vợ chồng tâm tính thất thường, dễ gây tranh cãi, hạnh phúc gia đình cũng vì thế mà khó bề dài lâu. Cặp này bao gồm những con giáp sau. Chồng cung Cấn 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Sắp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Vợ cung Trấn 1925 Ất Sửu, 1934 Sát Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Những cặp đôi này khi phối kết hợp với nhau cung sinh ra lục sát, không nên lấy nhau kẻo gặp họa ly tán. Cặp thứ 6 ta xét là cặp chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn. Chồng cung Khảm, vợ cung Càn thuộc lục sát, chồng Khảm mà lấy vợ Càn thì điềm báo không được tốt cho lắm, nên duyên chồng vợ nhưng đời sống chẳng được thuận hòa, hai người tranh cãi bất đồng liên miên, chẳng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cuộc sống nhiều long đong lận đận, khó bề ổn định trước sau, bao gồm những cặp con giáp sinh năm sau. Chồng cung Khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Sát Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu. Vợ cung Càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Đó là cặp lục sát thứ 6. Cặp thứ 7 ta xét là cặp chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn. Chồng cung Càn, vợ cung Tốn thuộc lục sát. Nếu hai vợ chồng thuộc cung mệnh này thì cuộc sống hôn nhân nhiều điềm báo chẳng lành. Tốt về đầu nhưng sau này có điểm ly tán, đời sống không mấy thuận hòa, có khả năng tan vỡ. Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm là hai người dễ làm nhưng đều gây tổn cho nhau, khó có được hạnh phúc bền lâu. Chi tiết bao gồm những tuổi sau. Chồng cung Càn 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân, 2013 Quý Tỵ. Đó là cặp lục sát thứ 7. Cặp cuối cùng ta xét là cặp chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi.
Trong cung khôn, vợ cung ly thuộc lục sát, phạm phải số kiếp. Cặp vợ chồng này khó có được hạnh phúc bền lâu. Nhiều chuyện xui xẻo xảy ra, tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Hai người phải chịu cảnh sầu bi buồn thảm, cuộc sống tương lai mơ hồ, kém ổn định, không có gì đảm bảo. Đó là những cặp con giáp sau. Trong cung khôn, 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. Vợ cung ly 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Trên đây là 8 cặp con giáp lấy nhau sẽ bị phạm vào lục sát. Vậy làm cách nào để hóa giải những cặp đôi lục sát này? Như quý vị đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy để tăng phúc trợ duyên và để hóa giải những cặp con giáp lấy nhau phạm vào lục sát, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình Bát Bảo trên bông hoa, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, tăng phúc trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, nhất là những cặp vợ chồng phạm vào lục sát, giúp cho cuộc sống được bình an, hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những cặp vợ chồng thuộc cung lục sát, cả đời vất vả, họa vô đơn chí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.